Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Hát Cá Lậu Cá Lóc của mình. Hôm nay mình sẽ làm cá lóc nướng chui mọi người. Nướng chui mà nướng siêu cay. Thì mình nướng cá lóc chút xíu mình sẽ quét lên một lớp siêu cay mọi người. Thì giờ mình xổi cá lóc đây, cá lóc của mình. Hai con này cũng bự lắm. Thì mình xổi cá lóc mình nướng nè mọi người. Thì cũng như mấy bữa trước mình sẽ nướng, mình sẽ quay quạt gió mọi người. Quay cái quạt gió của mình, bữa hổm mình quay gà. Một con. Nhịp điệu nhịp cha cha cha. Nhảy quá trời mạnh mọi người. Quá trời nhảy. Nhảy chịu nổi luôn á. Vô tới đây là nó nhảy hết rồi đó. Đó. Thì mình xỏ gì nè mọi người. Thì mình sẽ đem lên đồ quay mình quay cho mọi người. Để mình có chuẩn bị bếp lửa sẵn mọi người. Để lúc mà bắt là đốt than nó lâu lắm, mình phải đốt trước. Nhìn như nó quay nha. Thì hồi nãy mình có lấy ra mình gỡ cái lớp dãy của nó mà sao mình nó vụn cá cho mọi người ơi. Giờ mình nướng dĩa luôn nha mọi người. Giờ mình quét lớp nó siêu cay lên nha mọi người. Thì con cá cũng chuẩn bị chín, mình lớp siêu cay này lên rồi mình để nó ráo là cá vừa chín mọi người. Cá hôm nay hơi xấu, nó không được như ý rồi mọi người. Hôm nay thất bại, không được như theo ý muốn. Món ăn của mình đã hoàn thiện rồi mọi người. Mà nó hơi thất bại mọi người. Nó không có như là mình nướng cái kiểu người ta. Bữa nay là nó bị tuột thai thịt ra hết trơn à. Thì bây giờ mình sẽ dùng cho mọi người nhưng mà còn rất là ngon nha. Mình sẽ rít mà hầm lên nha mọi người. Cái gì người ta nói không, cái gì cũng phải như mình muốn mọi người. Đây thất bại quá trời. Đây đồ đồ bọng. Cái gắt đồ bọng luôn. Mình ăn với bánh tráng với rau sống rồi mọi người.
Nấm dán này nó hơi ấy chút, mình sẽ muốn vào lớp nước. Leo cho thơm, gấp cá mọi người. Đây, đây nước chấm siêu cay mọi người. Mọi người ơi, chung với mình nha. Cá ngọt, cá quê mình cá lòng rất ngon rồi. Những con cá nuôi thì nó thịt nó rất là mềm, nó cũng dai. Còn cá đồng thì nó dai rất nhiều, dai mà nó ngọt, kèm thêm đậu phộng mà hành rất là ngon. Chán mình để 2 ngày thôi mà nó cứ ngắt rồi. Gói rau sống nó ngon hơn rất nhiều. Còn ăn không thì nó không ngon lắm. Cái này tại nãy mình không có mua bún, phải có bún nữa là ngon hơn. Gấp miếng cá nè. Được phòng. Thích ăn được phòng lắm. Mình không có chuyên nghiệp nên mình gói thời sống. Mời mọi người nha. Bữa nay mình cũng xin lỗi mọi người, bữa nay mình làm không thành công rồi. Hôm sau mình sẽ đổi cách nướng khác mọi người. Làm nên dẻo rồi được. Đấy, gói nó bể. Dưa leo. Cải xà lách. Thank you.
không? Cá ngon mọi người. Không. Thấy tay gối đẹp cho mình gối xuống quá. Mời mọi người nha. Mình bữa sau mình sẽ ra clip làm cho mọi người xem mình cách mình làm nước chấm luôn mọi người. Rồi những thành phẩm của mình. Rồi video của mình cũng tạm dừng ở đây nha mọi người. Thì mới mốt cho mình nướng theo kiểu nướng chui mọi người, chứ nướng quay này nó đứt liền cá ra nó không có thành công mọi người. Thì mong mọi người xem video cũng thông cảm cho mình. Thì mọi người thương mình thì hãy cho mình xin một nút đăng ký và một nút like nha mọi người. Bye bye, hẹn mọi người lại video tiếp theo.